cho các bạn. Mình thấy một số các bạn là nằm văn phòng khi sử dụng máy tính muốn hỏi cái gì thì lại dùng điện thoại để chụp màn hình và gửi cho một người nào đó để hỏi qua Zalo chẳng hạn. Thế như này rất là bất tiện đó. Thì hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn các bạn cách chụp màn hình ngay trên máy vi tính của các bạn. Thì bước 1, chúng ta vào Start. Vào Start. Tiếp theo vào Program. Bước 2, vào Accessory. Accessory. Sau đó chúng ta tìm đến cái công cụ Tool. Snipping Tool nhé. Thì cái con chuột sẽ hiện ra. Tôi thao tác này, thao tác hoàn thiện này, Program này, Accessory, Snipping Tool này. Đấy, thế là đây chúng ta có thể kéo con chuột ra để chụp này, chụp vùng này. Đấy, OK, New này. Save ở đâu đó, save như tôi save ở desktop chẳng hạn này. Số 1 đi. OK. Là xong. Bước 3. Kéo chuột giữ chuột trái, gọi là giữ chuột trái kéo vùng cần chụp. Và lưu lại. Đây, giả dụ như chúng ta vào UltraView chẳng hạn. Vào UltraView này, cần chụp thì vào Start này, Program accessory, Snipping Tool này. Đây rồi, công cụ Snipping Tool xuất hiện này. Chúng ta có thể dùng kéo này. Đấy, được bảnh rồi. Save này. Tôi new là 2 hả? New là 2. Sau đó chúng ta có thể đăng ảnh qua Facebook hoặc gửi cho bạn bè. Dù kiến thức này nó là rất nhỏ nhưng là rất cần thiết làm việc văn phòng. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này hay thì hãy comment, chia sẻ để mọi người cùng biết nhé. Các bạn hãy thực hành cái thao tác này thường xuyên để ghi nhớ và cũng để phục vụ cho công việc.